Triển khai từ năm 2019, đến nay chương trình OCOP mỗi xã một sản phẩm đã có những tác động tích cực, đậm nét đến phát triển kinh tế nông thôn, góp phần chuyển dịch sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hóa, trở thành nguồn nội lực quan trọng trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hiện toàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có 147 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP cấp tỉnh, trong đó 63 sản phẩm 3 sao và 84 sản phẩm 4 sao. Xác định đạt tiêu chuẩn OCOP chính là định vị chất lượng, thương hiệu nông sản, qua đó nâng cao thu nhập cho nông dân một cách bền vững. Các cấp chính quyền, ngành nông nghiệp tỉnh và các doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân trên địa bàn càng nỗ lực xây dựng sản phẩm OCOP mang đậm dấu ấn Bà Rịa Vũng Tàu. Bà Rịa Vũng Tàu đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ phát triển mới thêm 200 sản phẩm OCOP, nâng tổng số sản phẩm OCOP của tỉnh lên khoảng 350 sản phẩm.